Xin chào tất cả mọi người trở lại kênh YouTube và cửa hàng bên em. Hôm nay em có test nổ động cơ chạy dầu diesel giật tay hãng Kawavina công suất GX 200, công suất tối đa của nó là 6 ngựa nhé. Còn công suất chạy trung bình là 2.2 kW, tức là 4 ngựa. Máy này tối đa là 6 ngựa nhé. Thì hôm nay bộ phụ tùng máy này ấy, thì nó bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng này, kèm hai cờ lê và một tua vít. Đây là thùng của máy nhé, Kawavina với 200 màu đỏ nhé. Đấy, bộ này hôm nay khách là màu đỏ mệnh. Nước sơn mọi người thấy nước sơn rất ok nhé. Máy động cơ dầu này thì nó sẽ chạy, nó tiết kiệm chi phí hơn động cơ xăng rất là nhiều nhé. Một lít dầu thì sử dụng trung bình thì có thể được hơn 2 tiếng nhé, tùy mức độ ga phụ tải của bà con. Nếu mà chạy ga lớn thì cũng được hơn 2 giờ đồng hồ đó. Thì để khởi động cái động cơ dầu này thì bà con và mọi người lên một chút ga nhé, lên khoảng 1/3 ga các em. Rồi sau đây thì nó có cái, sau bây giờ mình giật này, đó, mình giật này. Máy này là nó mắc này luôn là ok nhá. Rồi xong mọi người và bà con này đóng át còi xuống này. Rồi em tiến hành giật máy, tại vì máy em test là chưa có bệ đỡ, em xin phép em đặt chân lên đây để giữ cho máy chắc chắn để test nổ cho mọi người tham khảo nhé. Mọi người giật trục tay, giật dứt khoát này. Đấy, giật quen là có thể giật một tay, không thì dùng bằng hai tay nhé. Cho nên vì máy dầu này ấy, thì nó sẽ giật nặng hơn máy xăng một chút xíu nhé, cho nên quen là thì sử dụng nó vẫn bình thường thôi. Máy dầu chỉ số nén nó cao cho nên là chạy nó sẽ rung và tiếng nổ nó to hơn máy xăng. Bộ máy dầu diesel giật tay này thì hiện giá hiện tại của cửa hàng bên em đang bán là 3 triệu nhé, 3 triệu đồng bao phí vận chuyển cho bà con. Giá hiện tại của video hôm nay em quay là ngày 8 tháng 11 năm 2023 nhé, cho nên một thời gian nào thì giá nó có thể lên xuống thì bà con liên hệ mua hàng trong thời gian nào thì gọi trực tiếp điện thoại của bên em, xíu em sẽ ghim ở trên màn hình video cho bà con liên hệ. Bà con liên hệ qua số điện thoại hoặc qua Zalo để biết giá chính thức là cái thời điểm bà con mua nhé. Tại vì thời điểm cái video này hôm nay em quay thì hiện tại thì em đang bán là 3 triệu ba phí vận chuyển, nhưng mà giá sau này nó có thể lên, có thể xuống. Bà con mua thì cứ liên hệ trực tiếp bên em để bên em báo giá cụ thể cái thời điểm mà bà con mua nhé. Cái bộ máy dầu này thì em cũng hướng dẫn thêm cho bà con là sử dụng nhớt. Bộ máy dầu này thì sử dụng nhớt 4 thì nhé, nhớt 4 thì của động cơ xe máy bình thường thôi. Mọi người nhưng mua nhớt tốt một chút xíu thì xài nó sẽ bền ok cho máy hơn nhé. Máy mới thì mọi người sử dụng nhớt 10 với nút 40 nhé. Đổ nhớt thì cái chai này là chai 1 lít, còn một trường hợp mọi người mua chai 800 ml thì máy này là đổ vừa 800 ml là vừa cho máy nhé. Thì bà con cứ để máy vị trí bằng thế này, đây bà con nghiêng máy như thế này cho nó dễ đổ nhớt này. Đấy, đổ nhớt vào thì rồi xong bà con hạ máy xuống này thì nhớt nó mấp mé ở cái gần cái que thăm nhớt này thì là ok nhé. Nói chung là máy này là hết 800 đấy, 750 đến 800 ml nhé. Bà con đừng có đổ nhiều nhớt quá thì nó gây nặng máy chạy không có được đâu, mà thiếu nhớt này sẽ ảnh hưởng đến máy nhé. Bà con cứ đổ cho em, khi nào đặt máy bằng này, đặt máy bằng trên mặt bằng phẳng này thì nhớt nó mấp mé ở cái que thăm nhớt này, ở miệng đổ nhớt này là ok nhé. Đấy, hôm nay em làm video
ngắn về cái dòng động cơ máy dầu này, GX200 Kawabina. Nói chung là dòng máy này thì nó về thì có thể có nhiều tên gọi khác nhau cũng, nhưng mà chất lượng nó sẽ tương đồng như nhau ấy. Ví dụ như Tiger rồi Osaka, bữa trước em có làm video lên đây, máy Osaka Osaka thì chất lượng nó sẽ tương đương như nhau, nhưng mà cái thương hiệu, tức là cái thương hiệu mà cái công ty lớn người ta đặt hàng của cái công ty sản xuất, người ta đặt hàng cái thương hiệu của người ta dán thêm thương hiệu ở người ta vào. Rồi, bà con có nhu cầu mua động cơ dầu này thì cứ liên hệ cửa hàng bên em nhé.